Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Hiện tại thì xưởng em đã sơn hoàn thiện xong bộ ghế Minh Quốc Đào cột 12 tiêu chuẩn tay lân nguyên khối và mặt ván nguyên tấm dày 3 phân theo tiêu chuẩn 6 món hàng đẹp nhất ở thời điểm hiện tại với bản băng 4 tượng. Dạ vâng, hôm vừa rồi thì xưởng em có lên sóng trong cái sản phẩm lúc mà mộc á, thì đã nhận được rất là nhiều những bình luận của quý anh chị khán giả về mẫu ghế này. Đa phần thì khách hàng đều khen cơ sở bên em nâng cấp những cái tiêu chuẩn này rất là đẹp. Nhưng mà bên cạnh thì cũng có một số bình luận bảo là có những bộ ghế cũng giống như vậy ở trên thị trường, nó lại rẻ hơn cả 5-6 triệu ở trên một bộ. Thế thì thực sự là em cũng không có phủ nhận thông tin này, mà em rất đồng ý với quý anh chị luôn, thông tin đó là hoàn toàn chính xác, dạ, không có sai. Dạ vâng, nhưng mà trên một bộ bàn ghế quý anh chị ạ, quý anh chị chỉ nhìn về giá thôi thì tại sao quý anh chị không nhìn có những bộ ghế chúng em thiết kế giống như vậy mà nó chỉ có khoảng 40 mấy triệu thôi, 50 mấy triệu chúng em cũng có, chứ không nhất thiết quý anh chị phải mua 68 triệu. Vậy thì bộ ghế này của chúng em nó khác hàng thị trường như thế nào? Thì đây, mời quý anh chị cùng đi vào chi tiết nhé. Với chiếc ghế băng dài, có kích thước chiều dài lên đến là 2m38, chiều cao là 1m27, quý anh chị ạ. Cho một bộ ghế thông thường thì quý anh chị sẽ thấy rằng kích thước chiều dài và chiều cao nó sẽ không thể đạt được cái kích thước này. Với kích thước dài là 2m38 thì chúng em đã cân đối là có bản băng 4 tựa để cân xứng cho 4 người ngồi. Và chiều cao tổng thể là 1m27 trên cái ghế băng thì anh chị thấy rằng cái bộ ghế này nó rất cao. Bởi vì Minh Quốc Đào thông thường thì chiều cao của nó sẽ rơi vào khoảng 1m16-17 cho tới dưới 1m2 thì nó đã là một kích thước lớn rồi. Còn bây giờ mình đã đưa lên kích thước 1m27, đó là rất là cao nha quý anh chị nhá. Cho nên quý anh chị có thể nhìn qua những cái chi tiết đơn giản thôi, ngay như những cái tó này, rồi những cái tựa chúng em lấy lên và những cái cột chúng em lấy lên, đã anh chị nhận ra ngay cái dáng ghế của cái sản phẩm này. Tiếp theo thì với chiều sâu và chiều mặt thì phủ bì chiếc ghế này thì chúng em làm chiều sâu của nó lên đến là 66 phân và mặt ván thì chúng em làm là mặt 3 phân, mặt nguyên tấm không ghép nữa các anh chị nhá. Đây là một kích thước rất là rộng cho một cái mặt ghế. Và trên đây chúng ta thấy là phần trung tâm có một cái mặt bàn và một cái bàn nối. Thì mọi người xem cái mặt bàn này chúng em làm rất là lớn. Với kích thước của bàn thì dài tới là 1m4 và rộng là 72. Thì chiếc bàn này nó bằng với kích thước của cái bàn cột 14 nha các anh chị nhá. Cái bàn cột 14 thì sẽ chỉ có 70m4 thôi. Đó, và cái bàn này thì nó là 72 x 1m4. Và cái bàn nối, cái bàn nối này thì sẽ có kích thước bề rộng là 50 và bề lầy là 72, bằng với kích thước của cái bàn chính. Cho nên anh chị thấy không ạ, cái sản phẩm nó rất là đồng đều, rất là to. Một bộ ghế thông thường thì quý anh chị xếp ra nó chỉ hết khoảng 2m4 thôi. Nhưng mà bộ ghế này quý anh chị xếp ra nó sẽ phải hết khoảng chừng 2m7 hoặc 2m8 các anh chị mới xếp được cái không gian to, cái sản phẩm nó mới gọi là rộng rãi và nó mới đẹp được nha. Ngoài ra thì khi chúng em thiết kế cái băng này nó có chiều dài thì đồng nghĩa với việc là chúng em cân đối cái bàn và cái bàn nối nó bằng nhau luôn, trên cùng một đường thẳng luôn. Đó, và cái đầu này cũng vậy. Đầu bên này thì chúng em kẹp thêm được một cái đôn ở giữa hai cái ghế và nó sẽ bằng luôn với cái bàn và cái đôn ở bên này. Các anh chị xếp nó sẽ không bị thừa món này các anh chị nhá. Đấy. Thì nhiều các anh chị không biết thì cứ xem những cái video bảo là cũng là cái bản băng 4 tựa nhưng mà cái ghế đơn người ta sẽ không xếp được kẹp vào kia. Và nếu họ có xếp được vào chăng nữa thì cái ghế này cộng với cái đôn nó sẽ dài hơn là cái ghế băng. Đó, bởi vì cái băng khi mà thiết kế mà ngắn hơn khoảng chừng 1-2 phân thì xếp vào bộ ghế nó rất là xấu. Thì nhiều khi các anh chị không để ý, chúng ta lại không biết về vấn đề này. Cho nên một bộ ghế đẹp nó rất là nhiều yếu tố nha các anh chị nhá. Chứ còn nhìn về giá không thì thực sự với các anh chị là nó sẽ lệch nhau rất là nhiều. Tiếp theo là về con lân. Đây là một con lân được thiết kế là nguyên khối, một con lân lớn, một cái mẫu mà rất nhiều người yêu thích. Thì sản phẩm này chúng em làm là con nguyên khối từ đằng trước ra đằng sau, không hề chắp ghép nữa các anh chị nhá. Đó, đẳng cấp của một cái sản phẩm thì nó là như vậy. Mặt ván thì xưởng em làm là mặt 3 phân, nguyên một tấm từ đằng trước ra đằng sau. Và các cạnh dưới này chúng em đã chà hết rồi, sạch sẽ hết tất cả. Đó, vai rồi chân tất cả đều được làm rất là đẹp. Dạ vâng, với mẫu ghế này thì khi chúng em cân đối ra cái sản phẩm thì chúng em đều cân đối những cái mức giá rất là tốt, giá tốt nhất từ cái xưởng sản xuất của chúng em làm ra. Thì đây mọi người đang xem, ở đây là xưởng gỗ của chúng em. Bên đây là kho hàng xưởng mộc ở cách bên đây một ô xưởng.
và xưởng sơn của em cũng cách đây có 200 mét thôi. Đó, và xung quanh thì mọi người thấy không ạ? Đây nó là cái khu vực làng nghề sản xuất. Không thể nào có chuyện mà cái sản phẩm từ trong làng nghề sản xuất ra mà nó lại đắt hơn thị trường được các anh chị nhá. Nó chỉ có vấn đề là trên sản phẩm nó có cái gì và tiêu chuẩn của sản phẩm ra làm sao mà thôi. Nhiều khi các anh chị cứ xem những video mà chúng ta nắm giá rồi chúng ta lại không nhìn vào chi tiết thì chúng ta lại không biết được những cái giá trị của nó ở đằng sau. Chia sẻ cho mọi người nhé. Nhiều khi những cái sản phẩm ở trên thị trường quay lên các anh chị không hề biết. Người ta cứ bảo là đẹp 99%, cam kết với quý anh chị là không tì không rác hay là đẹp đẹp này kia tuyệt đối này kia. Nhưng mà các anh chị nhìn các anh chị không biết. Trên một cái sản phẩm nó có đẹp hay không ấy là các anh chị nhìn một cái chi tiết đơn giản thôi, để chỉ cho mọi người. Đó là chúng ta nhìn tổng quan một bộ ghế. Anh chị đừng có nhìn gọi là vào một chi tiết nào đó thôi, mà anh chị nhìn hết vào một bộ ghế. Anh chị cứ nhìn mà xem, những cái bộ ghế mà người ta thông thường cứ bảo là đẹp 99% với không tì không rác ấy thì đa phần là chỉ là che đi những cái gọi là khuyết điểm của họ thôi, chứ mọi người nhìn cái sản phẩm là biết ngay. Cái tó ghế, cái cột ghế, cái tay ghế, cái mặt, cái chân, cái vai, cái tựa. Đó, tất cả những cái sản phẩm này, nếu mọi người nhìn một cái sản phẩm mà nó đẹp như vậy, nó đều một màu từ trên xuống dưới, thì nó mới là một sản phẩm đẹp, một sản phẩm cây lựa. Chứ còn người ta quay cứ bảo là 99%, nhưng mà cái cột nó một màu. Đó, cái cột bên này một màu, cái cột bên kia một màu, rồi cái phần chân nó một màu, để làm sao mà gọi là sản phẩm đẹp được. Đó, một sản phẩm đẹp thì nó phải là đều màu trước tiên, từ trên xuống dưới, nó mới là hàng cây lựa các anh chị nhá. Chứ nhiều anh em mọi người ta không biết, người ta cứ quay lên YouTube rồi TikTok, người ta bảo là hàng đẹp 99% ở hàng xưởng sản xuất, nhưng mà thực ra là tất cả những cái sản phẩm này chia sẻ cho mọi người luôn. Thì cái mẫu hàng này là cái mẫu hàng của Hồ Nai sản xuất. Đó, một số những cái mẫu hàng mà ở ngoài Bắc sản xuất nó cũng có luôn. Nhưng mà những cái mẫu hàng Bắc thì nó sẽ khác biệt rất là nhiều về cái lối thiết kế. Chứ mọi người để ý là xem, các cái cơ sở sản xuất ở tỉnh lẻ thông thường sẽ không có sản xuất được những cái hàng này. Bởi vì họ không có thể mua cây được số lượng nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái dây chuyền làng sản xuất ở làng nghề này nó đã khép kín rồi. Nhà đục, rồi nhà làm mộc, rồi nhà lắp ráp, rồi nhà sơn, nó đã theo một cái ba rem. Cho nên bộ ở tỉnh lẻ mà bộ là sản xuất ở cái sản phẩm này là hoàn toàn nó nói dối nhé. Đó, mà còn kêu là hàng sạch sẽ 90% đẹp cả gầm đáy nhưng mà lại không lật lên cho khách xem. Đó, rồi những cái bộ ghế mà nói quý anh chị là cái màu cây nó lệch lạc, nó lung xù tung hết. Mà cứ bảo là hàng đẹp 99% hay là 100%. Đó, rồi sạch cả gầm đáy rồi là không tì không vết. Nói với quý anh chị chứ một cái bộ sản phẩm mà sản xuất ra mà kêu là đẹp 99% thì hay là 100% thì bên em là không bao giờ dám công bố. Đó, đẹp nhất có thể, sạch nhất có thể, sơn cả gầm đáy. Thì đây, mọi người có thể xem cái sản phẩm nhá. Đây thì em quay một mình luôn nhá. Em lật cái ghế lên cho các anh chị xem này. Cái gầm, cái đáy này. Đó, ở dưới gầm này là chúng em cho anh em sơn hết luôn. Đó. Vậy tại sao mình quảng cáo là hàng không tì không vết mà tại sao không lật lên cho khách xem? Đó, mà chỉ nói thôi. Đó, quay cho mọi người để cho mọi người xem và mọi người hiểu biết về một cái sản phẩm đẹp hay là chất lượng ra làm sao. Chứ bây giờ nhiều khi nó rẻ hơn khoảng chừng đi vài triệu cho một bộ. Nhưng mà nói với quý anh chị là hàng mà người ta đã nhập về từ bên này qua bên kia, người ta sang tay ấy, người ta làm rất là nhanh. Người ta bán hai bộ thôi là có thể là bằng nhà sản xuất làm cả 5-6 bộ, chục bộ đấy. Thế cho nên là nhiều khi các anh chị không để ý, chúng ta đi mua thì đa phần toàn mua hớ hết. Tưởng nó đã rẻ hơn vài triệu nhưng mà kích thước của nó bóp đi rồi, nó bé đi rồi đúng không ạ? Chiều dài, chiều cao nó bé đi. Đó, rồi đục chạm nữa. Đấy, có những người ta quay như vậy đấy các anh chị nhá. Đấy, người ta quay người ta bảo là cái dàn tó đục tay. Người ta bảo tó đục tay. Đục tay sắc nét. Nhưng mà người ta quay người ta lia như vậy. Em nói chứ ai mà biết được đục tay, đúng không ạ? Những cái sản phẩm của họ đục tay ấy, nhìn thì biết ngay à, nó chỉ có tỉa được vài nét giống như đây em này, tỉa tay ở đây này. Đó, còn đa phần đục máy CNC. Đục máy CNC nhìn thì biết ngay. Còn cái sản phẩm nó đục tay ấy, em nói quý nhìn nó rất là sắc. Mà khi người ta quay, người ta sẽ quay chậm cho quý anh chị xem. Đó, nhiều khi chúng ta không để ý, chúng ta rất dễ chúng ta bị lừa ở những cái sản phẩm như vậy. Đó, rồi còn cái tay lân này, một cái tay lân đẹp ấy, mọi người nhìn cái dáng dấp của nó rất là to, rất là bệ vệ, đục chạm anh chị này. Và còn cái này nữa này, cái đục chạm sâu này hay là nông này, đấy vị như đây con nghe anh chị nhìn xem, cái độ đục chạm rất là sâu, nhìn con nghe nó rất là sắc.
Đó, mặt trước thì em cho anh em thợ là anh em ta đục tay cả mặt trước luôn, mắt mũi râu ria đầy đủ. Chứ còn nhiều những con lân đục rất là mỏng, đục rất là ít luôn, hàng đục rất là nông. Đó, quảng cáo là đục tay đục chân này kia, nhiều khi khách hàng chẳng biết gì, nhiều khi mình cứ nghe thấy quảng cáo hay là mình mua thôi, nhưng mà rốt cục thì cái sản phẩm nó không có được như lời quảng cáo. Đó, cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tiêu chuẩn về bộ ghế Minh Quốc Đạo cột 12 giá 68 triệu ở chúng em công bố với quý anh chị. Đây là một cái tiêu chuẩn tầm cao của một bộ ghế gỗ gõ đỏ. Còn cao nhất hay chưa thì em cũng chỉ trả lời luôn là chưa cao nhất các anh chị nhá. Bởi vì nếu cao nhất anh chị muốn, chúng em có thể làm cho quý anh chị đục tay hoàn toàn, hoặc là thêm chiều cao, chiều rộng, chiều sâu nữa, thì điều đó là hoàn toàn chúng em có thể làm được. Đó, quay cho mọi người tổng quan lại một chút nữa về bộ ghế trước khi kết thúc. Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay của cơ sở em. Đây là bộ ghế sẽ được giao về bên tỉnh Kiên Giang, một tỉnh miền Tây các anh chị nhé. Rất nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm của chúng em ở những cái cự ly rất là xa. Kiên Giang rồi Long An thì rất là gần rồi. Còn có Bạc Liêu rồi Cà Mau và những địa điểm rất là xa đấy quý anh chị nhé. Vâng, và chúng em xin được cảm ơn quý anh chị đã cùng theo dõi video này. Còn nhiều những sản phẩm khác các anh chị có thể vào trong kênh để xem tại cơ sở Mộc Nam Huy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.